Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Tin mới lúc này, một vị linh mục Việt Nam lên tiếng về tình trạng lạc giáo đang tung hoành trong xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống đức tin của giáo dân. Xin cầu nguyện. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sau đây là sự lên tiếng của một vị linh mục khả tín tại Việt Nam. Tiếng nói của Ngài cũng là hồi chuông cảnh báo cho các giáo dân trước tình trạng có nhiều giáo phái dụ dỗ và lôi kéo các tín hữu Công giáo tại Việt Nam. Ngài chia sẻ, gần đây xuất hiện một người mặc áo trắng được loan truyền là giáo hoàng Công giáo. Xin thưa, chúng ta chỉ có một đức giáo hoàng Francisco mà thôi. Ai tin theo giáo hoàng tự xưng sẽ bị vạ tuyệt thông tức khắc. Giáo hoàng tự xưng là ai? Ông Rogelio Martins, 53 tuổi, sinh ra ở Philippines, được cho là đã được bầu làm giáo hoàng trong mật nghị ở Kansas, Mỹ vào ngày 23 tháng 7 năm 2023. Ông được cho là đã kế vị ông David Baldwin, một người Mỹ lấy tên là Michael I. Ông Baldwin là cựu thành viên của huynh đoàn Thánh Pio X, hay còn gọi là nhóm Lefebvre. Ông đã cắt đứt quan hệ với huynh đoàn Thánh Pio X vào những năm 1980 và tuyên bố mình là giáo hoàng vào năm 1990. Ông tuyên bố tất cả các giáo hoàng kể từ sau khi giáo hoàng Pio XI qua đời vào năm 1958 đều là những người theo chủ nghĩa hiện đại, những kẻ lạc giáo và những kẻ bội giáo, và khiến cho cuộc bầu cử của họ trở nên vô hiệu. Ông Baldwin được cho là đã đặt tên cho nhóm là Vatican Lưu Vong, nhóm đó khoảng 100 thành viên. Rogelio Martins không phải là một linh mục Công giáo. Đức cha Bartolo cho biết, Rogelio Martins, người đứng đầu một nhóm ly giáo, không phải là một linh mục Công giáo. Ngài nói với hãng tin ECN News hôm 4 tháng 9 năm 2023, họ không hiệp thông với giáo hội Công giáo. Ông ta không phải là một linh mục Công giáo, do đó không thể trở thành giám mục hay hơn thế nữa là giáo hoàng. Các nguồn tin địa phương xác nhận kể từ khi đến Philippines vào ngày 1 tháng 8, ông Rogelio Martins đã đến thăm người Công giáo, tham dự các cuộc họp mặt tôn giáo và chủ sự thánh lễ. Các hình ảnh trên các trang mạng xã hội cho thấy ông đã tự xưng là giáo hoàng tối cao của giáo hội Công giáo tại thành phố Sandro de Monte thuộc tỉnh Bulacan, phía bắc Manila, tại một trong những sự kiện. Vạ tuyệt thông tức thời. Đức cha Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Philippines cho biết, Ủy ban đã nhận được các báo cáo về việc người kế vị của người tự xưng là giáo hoàng Michael I đang thăm Philippines và dụ dỗ các tín hữu Công giáo gia nhập của nhóm ông. Đức cha Bartolo cảnh báo rằng bất kỳ nghi lễ tôn giáo nào do Rogelio Martins cử hành đều sẽ phải đối mặt với vạ tự tuyệt thông tức khắc theo luật giáo hội. Đức cha cho biết có một chiến dịch truyền thông xã hội nhằm thu hút thành viên cho nhóm này. UCN News, ngày 5 tháng 9 năm 2023. Việt Nam cũng có những vị theo lạc giáo này và họ thường lên tiếng bảo vệ nghi lễ Latin. Họ phản đối sự đổi mới của Công đồng Vatican II là dùng tiếng địa phương. Như vậy thì vị tự xưng là giáo hoàng này không phải là Công giáo, nên mọi người cũng đừng hoang mang về sự ảnh hưởng. Cuối đời, công vị đã được Thánh Giáo Hoàng Gian Paulo II giải vạ để được hiệp thông hết trích. Nguồn Linh Mục Giuse Tạ Duy Tuyền. Nguyện xin Chúa nâng đỡ Đức Mẹ cầu bầu cho quê hương Việt Nam chúng con. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.